đang có mặt tại Quảng Trị. Bây giờ mình sẽ đi ăn sáng anh chị nha. Đây là món bún riêu thập cẩm anh chị, ở Quảng Trị. Giờ chả cá và riêu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi đến Huế. Mình sẽ ghé vào thành cổ Quảng Trị anh chị nha. Xin chào các anh chị, thì Vũ đang ở thành cổ Quảng Trị. Mình vào đây ngay lúc trưa thì các anh chị quản lý thì đang dùng bữa cơm trưa. Thì mình vào thì mình có hỏi có mua vé hay không thì ở đây không có mua vé các anh chị. Các anh chị được tham quan hoàn toàn miễn phí. Mình đi bữa trưa thế này hơi nắng thì kệ nó, quan trọng là có cảnh đẹp là được. Đấy, chúng ta sẽ lên nào. Ta sẽ đi lên đây. Ồ, cái này làm trơn lắm các chị. Này là trượt chân té này. Wow. Dạ không có mua vé, không có mua vé, đi thoải mái. À đi đi thăm. Dạ. Dạ dạ. Mấy bác là ở đâu tới? Ở trong Đà Nẵng. Dạ. Con thì con đi phượt từ ngoài Hà Nội về trong miền Nam, con đi tới đây rồi. Ghê. Dạ con đi xe máy. Đi một mình thôi. Dạ một mình con à. Dạ. Không cần phải lo quấn người đó làm sao còn để ở nhà này được đúng không? À, các chị thấy là sau lưng Vũ đây là cái tường cổ nó còn nguyên các chị nè. Dạ cái tường cổ này thì chúng ta có thể thấy. À, chúng ta còn một cái khẩu pháo thần công đây, hai khẩu pháo hai bên đây. Ghê thiệt. Bỏ thuốc súng vào đây này. Ghê.